Dạ, yeah, Hiếu Phan Vlog xin anh chào tất cả vị khán giả Chào mừng quý vị trở lại với bản tin trên kênh của Hiếu Thì nội dung trong video này Hiếu cho quý vị khán giả nghe một bài phóng sự vạch trần những âm mưu Ở trên mạng xã hội Cái gì cũng đem thầy Thích Minh Tuệ ra để mà xuyên tạc hết thưa quý vị khán giả Kể cả là lá cờ Ego năm 2024 hiện tại nè Đó, thì cũng đang diễn ra Thì họ cũng cho rằng là Đức lấy ý tưởng của thầy thích Minh Tuệ thì thật sự phải nói là rất là tức cười ở đây thưa quý vị và hiện tại đây thì họ cũng đem hình ảnh của sư thích Minh Tuệ ra để mà kinh doanh chẳng hạn như là thời trang, giày dép, rồi túi sách vân vân. Như quý vị khán giả cũng đã biết là màu áo của y phấn tảo sư thích Minh Tuệ đang khoác lên người á, đó, đó là tượng trưng cho lá cờ của Phật giáo gồm có năm màu thưa quý vị. Chẳng hạn như là màu xanh thì uh, uh, tượng trưng cho tóc màu vàng là tượng trưng cho da màu đỏ là tượng trưng cho máu màu trắng là tượng trưng cho xương và màu cam là tượng trưng cho tủy đó là năm màu trên chiếc y phấn tạo của sư thích minh tuệ chứ không có uh, cái vấn đề mà lá cờ ego của nước đức uh, bắt trước theo thầy minh tuệ ở đây nha đó là những cái thông tin hoàn toàn sai sự thật thưa vị khán giả thì để cho vị khán giả hiểu rõ hơn uh, về bài phóng sự sau đây nói về những âm mưu có những nhóm hội để mà lôi kéo cái hình ảnh của sư thích minh tuệ ra để mà kinh doanh làm hại đến danh dự uy tín của thầy nó làm cản trở trên con đường tu học của thầy thì hiếu mời quý khán giả cùng nghe và để lại bình luận góp ý dưới phần video của hiếu cũng như là bấm một like một đăng ký kênh và chia sẻ thông tin hôm nay đến với tất cả mọi người được biết hiếu xin cảm ơn quý vị là nhiều chúc quý vị khán giả ngày mới thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc mời quý khán giả cùng nghe đoạn phóng sự sau đây ạ à. phát hiện chấn động âm mưu vu vạ cho Ngài Minh Tuệ. Biểu tượng Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 tại sân vận động Olympic ở Berlin, Đức được lấy cảm hứng từ y phấn tạo của hành giả Minh Tuệ. Đây là câu hỏi của một số người, tôi hí ha, hí hững đi tìm đáp án. Và đây là đáp án với chủ đề kết nối mọi con tim trên khắp châu Âu. Biểu tượng Euro được bẻ từ cách đây khoảng 4 năm rồi, cho nên tất nhiên không phải lấy cảm hứng từ thầy Minh Tuệ. Logo của Euro 2024 được lấy cảm hứng từ 55 lá cờ của các thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Âu và màu sắc của chúng được thiết kế bo tròn thành hình sân vận động Olympic Berlin. Chiếc cúp vô địch có tên Henry lâu này được đặt ở trung tâm logo 24 mảng màu xung quanh cúp tượng trưng cho 24 đội tranh tài. Nhưng rõ ràng, dù là họ lấy cảm hứng từ đâu, thì nhìn vào tôi vẫn cứ nghĩ đến thầy của tôi, vì có nhiều điểm tương đồng. Phát hiện thú vị. Năm 1970, vợ đại tài tử võ thuật Lý Tiểu Long ở Mỹ cũng lăng xê kiểu áo giống của Ngài Minh Tuệ rồi, dù lúc đó Ngài còn chưa sinh ra đời. Phát hiện chấn động, âm mưu vu vạ cho thầy Minh Tuệ. Trên trang fanpage Phật Pháp và Đời Sống đăng một thông cáo về việc có những đối tượng lạ mặt đến chùa gây rối, trích nguyên văn, kẻ giả danh Phật tử cố tình tìm cách kích động để tăng ni nổi sân và có những lời nói hành động khiếm nhã từ đó họ sẽ dùng điện thoại quay lại các hình ảnh trên để tung lên các trang mạng xã hội nhằm bôi nhọ phỉ bán công kích làm giảm uy tín của tăng ni khiến cho tín đồ phật tử mất tính tâm không còn muốn đi chùa và tham gia các chương trình phật sự ha 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 tôi cười muốn rụng rốn vì ác mà còn ngây ngô giữ thần ôn quá thứ nhất đăng mà không có chứng cứ ai giả dạng giả dạng ở đâu khi nào đều không có chứng cứ thứ hai đi tu rồi mà còn nổi sân khi bị kích động, chỗ này nên học tập ngày Minh Tuệ đi. Dù ai đánh, ai chửi cũng chúc người ta hạnh phúc như ngày ấy, đó mới gọi là tu, là buông sân. Còn chưa buông sân được, rồi phản ứng lại kiểu giang hồ, hàng cá, thì tự đánh mất uy tín người tu hành. Chứ ai vô đây mà làm giảm tuy tín? Ha ha ha! Rõ ràng đây là màn tự thú, tu chưa đặng. Thứ ba, ban trị sự, thành phố mà cũng chẳng biết thành phố nào, không có ai ký tên, đóng dấu nên đảm bảo đó là văn bản tùy tiện, giả mạo. Tuy nhiên, quá trình ra soát hình ảnh, thông tin, thì tôi chắc chắn, trang này chống lại Ngài Minh Tuệ và các đồng tu. Rất nhiều hình ảnh của ông Quang và cô Angela Phương Trinh trên trang này, đồng thời cũng nhiều thông tin họ phỉ bán, xuyên tạc về Ngài Minh Tuệ và nhóm đồng tu. Sự xuyên tạc của họ, tôi nhận định họ dựa trên cảm hứng, từ việc một số người giả danh Phật tử để tiếp xúc với cha mẹ Ngài Minh Tuệ. Còn động cơ giả danh có nhóm nào đó giả Phật tử, đi quấy phá chùa chiền là họ dựng chuyện để vu cáo cho ngài minh tuệ đổ lỗi là do ngài mới có các thành phần quá khích đó mục đích của họ là cản trở con đường tu tập của ngài minh tuệ và nhóm đồng tu những ngày qua các tin bất lợi cho thầy chúng rất mừng nhưng sau khi nghe tin chính quyền tạo điều kiện cho ngài minh tuệ tu tập thì chúng nổi ganh tị nên tìm mọi cách dựng chuyện tỏ ra tình trạng khẩn báo này kia rất chữ dằn nhưng màn giả dối ngây ngô nhanh chóng bị phanh phui Tu sĩ Thích Minh Tuệ xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm mà xã hội đang hoài nghi, đang thị phi về các sư hổ mang trong các chùa lớn. Vì thế đã tạo thành một cơn bão lớn, thức tỉnh rất nhiều người, họ so sánh đạo hạnh giữa chân tu và giả tu, giữa chính nguyện và tà nguyện, giữa tốt và xấu. Phải nói lời cảm ơn sự xuất hiện của tu sĩ Minh Tuệ. Nói về chân tu và giả tu, giáo sư Ngọc Huỳnh cho rằng, ngày xưa xã hội nghèo khó, các vị sư làm lụng, tăng gia, cấy lúa, trồng rau lấy lương ăn qua ngày để tụng kinh niệm Phật. Khoảng hơn 20 năm nay, xã hội phát triển, kinh tế phát triển, doanh nghiệp bùng nổ, thể loại kinh doanh khu du lịch tâm linh cũng bùng nổ luôn. Từ đó nhiều quần thể chùa mới được ra đời để kinh doanh. Hầu hết ở cả ba miền Bắc Trung Nam đều có những khu chùa kinh doanh tâm linh như vậy. Đây là nghề kinh doanh có thể không phải kê khai thuế, chỉ cần thổi bùng lên sự huyền bí dựa trên điện tích nào đó hoặc thuyết pháp về nhân quả đánh vào lòng hướng thiện vốn có của dân tộc là thành công. Vì vậy rất nhiều chùa đã in cả những điều về nhân quả treo bên ngoài chùa. Bên trong thì các vị sư thuyết pháp về luật nhân quả hướng tới lòng trắc ẩn của dân chúng. Bên cạnh các chùa thì các đền, các phủ cũng nổi lên nhiều vô kể. Từ việc cầu an đến sinh ấn đầu năm, từ việc hầu đồng đến việc giải nghiệp, từ việc cầu an thuần túy đến việc cầu danh cầu lợi. Cho nên nó mới đẩy trào lưu buôn thần bán thánh lên cao như vậy. Nhà sư chân tu mà không giữ được giới pháp thì dần dần hư hỏng, thế mới sinh ra những nhà sư mà mạng xã hội phong cho là sư thích cúng dường. Người dân có thể điều chỉnh lại nhà chùa, tìm lại chân tu bằng cách đến chùa lễ Phật chứ không cần lễ sư, chỉ mua hoa quả thực phẩm cúng dường chư Phật chứ không mang tiền đến để cúng sư. Đừng sợ mất phước, vì Phật cần tấm lòng chứ Phật không cần tiền bạc. Hãy làm như thế chỉ cần 3 đến 5 năm thì những vị chân tu sẽ ở lại chùa, còn bọn giả tu ác sẽ hoàn lương. Như vậy chùa sẽ sạch chân phải biết tạo phúc cho mình bằng cách thanh lọc các chân tu để giữ sạch đạo mà Phật đã đi. Tại sao chúng lại sợ bước chân của Ngài Minh Tuệ? Bước chân của tu sĩ Minh Tuệ không chỉ là bước chân của người tu hành Phật Pháp mà còn là bước chân của thước đo giá trị chân lý. So sánh các vĩ nhân thường rất khó vì nó khập khiển bởi mỗi vĩ nhân mang lại một giá trị khác nhau. Nhưng nếu so sánh hiện tượng thì tu sĩ Minh Tuệ đã đánh thức giá trị sống thức tỉnh nhân tâm của hàng triệu người Việt Nam. Trong vòng 100 năm nay, có ba người Việt Nam được người dân xếp hàng bên đường chào đón và tiễn đưa. Điều đặc biệt Minh Tuệ chỉ là một tu sĩ sau 6 năm nhưng đã đánh thức chân tâm của hàng triệu Phật tử Việt Nam. Minh Tuệ không thể so sánh với Bác Hồ, Bác Giáp, nhưng những hình ảnh của người dân đứng hai bên đường kính lễ, giộng đường trải hoa khiến cho tất cả chúng ta có liên tưởng đến những vị nhân của dân tộc. Điều gì đã làm nên như vậy? Chính sự tha hóa lối sống của một bộ phận các nhà sư nổi tiếng hiện tại đã là tấm gương phản chiếu vĩ đại cho những bước chân của một tu sĩ không tiến tâm và đã đẩy vị ấy lên trở thành một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Người ta đã thực sự sợ hãi những bước chân ấy, bởi mỗi bước chân của vị ấy đã làm chấn động Phật giáo Việt Nam, nếu để những bước chân ấy tiếp tục hành trình đến mỗi Cà Mau thì chắc chắn sẽ tạo thành cơn địa chấn. Người dân từ đó tỉnh thức và tôi tin họ chọn ngài minh tuệ chứ không chọn ai khác điều đó lý giải tại sao có những kẻ cũng tu nhưng tìm cách nói xấu ngài minh tuệ là thằng ba trận khố rách áo ôm chúng tức vì ngài minh tuệ vừa nghèo vừa ăn xin mà lại được kính trọng hơn chúng nỗi sợ hãi ngày một dâng lên khi mỗi ngày dòng người xếp hàng đã dài thêm vài cây số ven đường họ sợ rằng nếu để lâu thì dòng người xếp hàng sẽ đông nhất lịch sử vĩ nhân đất việt hữu xạ tự nhiên hương một ngày không xa nữa chúng ta tin ngài Minh Tuệ sẽ trở thành hình ảnh đẹp để quảng bá cho đất nước Việt Nam, du khách ùn ùn kéo đến để đảnh lễ ngài, người dân nhiều nước hội ngộ cùng nhau tại Việt Nam, từ đó đất nước Việt Nam sẽ trở thành thánh địa của Phật giáo. nghĩ đến đoạn này lòng thầm hy vọng. kiếm uh, cô em anh Nam nghe nói đâu tới Bình Dương xanh rồi, à quên cô giáo rồi chạy lên đó mà. thật là tốt đẹp nhỉ? theo nguồn tin riêng sư như ngộ sẽ về quê để tu tập một thời gian, đây là nhu cầu cá nhân, không ai cưỡng ép. Rất nhiều đối tượng chống phá, trực chờ cơ hội để loan tin sai sự thật, hoặc đưa tin dạng ẩm ờ, qua đó, không chỉ ảnh hưởng nhà nước, mà còn ảnh hưởng đến các thầy, vì họ là đối tượng lợi dụng của các thế lực chống phá. Do đó, quý vị hết sức thận trọng. Về thầy Minh Tuệ, thầy không ở trong thất của thầy, nhưng vẫn ở khu vực gần đó. Sáng ngày 15 tháng 6 năm 2024 thầy vẫn đi khất thực và người dân địa phương đã quay lại được. Hình ảnh đây ạ. À. Theo thông tin, thầy Minh Tuệ sẽ công khai xuất hiện trở lại vài ngày tới. Địa phương cũng đã sẵn sàng để đón tiếp người mộ đạo. Với sự chuẩn bị nghiêm túc về an ninh, bãi giữ xe, vấn đề này tôi đã dự đoán trước nên vẫn hay bảo quý vị chờ phương án tối ưu của chính quyền. Không phải tự dưng lại sửa sang lại thất của thầy, cũng như không phải tự nhiên lại rào trắng trang trại nhà thầy. Theo anh Thanh Long, thì bà con ai cũng sẽ gặp được thầy. Mỗi lượt vào đánh lễ thầy đến bầu trăm người, bãi đổ xe rộng minh mong luôn. Tốt đẹp nhỉ, quý vị nhỉ, chúc mừng quý vị trước nhé. Thông tin núi sạn nơi thầy Minh Tuệ có 6 năm tu tập, nay thông tin từ giảng viên Thanh Huy, một người đang sống tại Nha Trang cho biết núi sạn hiện không cho các sư tu tập tại đó. Vì này cũng hỏi từ người dân và tôi cũng thấy nhiều tin đưa như thế, nhưng rõ ràng có quá nhiều thông tin sai sự thật do cấp vì nhau nên sai dây chuyền do đó thông tin núi sạn không cho các thầy tu nữa có lẽ cần kiểm chứng thêm theo ông huy một người con của vùng đất nha trang thì núi sạn ngoài là một ngọn núi đẹp giữa lòng thành phố nơi từng có một vị chân tu khổ luyện hạnh đầu đà suốt 6 năm trời ông ấy tin tương lai không xa núi sạn sẽ là thánh tích của phật giáo việt nam giống như căn thất này thất thì phật tử tự sửa sang giùm thầy chứ thầy không nhờ dòng chữ khu vực dự giới cũng từ Phật tử ghi nhằm mọi người giữ một khoảng cách với thầy, có lẽ nhiều vị thấy mấy bà sổ sàng quá chăng. Quản trị xác minh 16 trường hợp đăng tải sai sự thật về việc bộ hành của ông Thích Minh Tuệ, đây là bản tin trên báo Công an Nhân dân. Ngày 15 tháng 6 năm 2024, đại tá Lê Phi Hùng, phó giám đốc Công an tỉnh Quảng trị cho biết, đang tiếp tục chỉ đạo phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác minh để xử lý 16 trường hợp trước đó đã có những đăng tải chia sẻ bị đặt sai sự thật liên quan việc bộ hành của ông thích Minh Tuệ khi đi qua địa bàn tỉnh. Những đối tượng này đã có dấu hiệu lợi dụng những lời nói, sự trao đổi qua lại giữa ông thích Minh Tuệ và lãnh đạo xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh vào chiều tối ngày 28 tháng 5 năm 2024 để đăng tải, chia sẻ, bình luận xuyên tạc, bị đặt sai sự thật về cấp ủy, chính quyền và người dân tỉnh Quảng trị, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, hình ảnh của người quản trị. Với bản tin này chúng ta biết là cơ quan chức năng đã và đang tiến hành rà soát những đối tượng đưa tin xuyên tạc về hai vị lãnh đạo này. Trước đó, tôi cũng nói rõ, nhiều kẻ lòng tiếng, ghép chữ cho rằng hai vị này nói thầy Minh Tuệ, Biến, Cúc, Lượng đều là vu khống. Hai vị này chỉ mời thầy Minh Tuệ tiếp tục đi đến một địa điểm khác vì khu vực đó lực lượng mỏng, đó là khu nghĩa trang liệt sĩ. Sau đó thì chủ tịch tỉnh Quảng Trị cũng đã đích thân hộ tống thầy Minh Tuệ, phải nói là nhiều người ý thức không cao luôn cho mình các đặc quyền và đòi hỏi rất nhiều, không vừa ý là mắng, chửi bất chấp, chửi cả một tỉnh thành, chửi cả liệt sĩ không thương tiếc, gây ra nhiều phản cảm. Chúng ta nên bỏ thói quen vì bên ai đó mà sẵn sàng triệt hạ một người khác, chưa kể đó là một vị chân tu, thì càng nên có những ứng xử đẹp. Trước đó, cùng sự việc và cùng hành vi nêu trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Quảng Trị đã xác minh, làm rõ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà A sinh năm 1975, trú thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, với số tiền 5 triệu đồng. Đại tá Lê Phi Hùng nhấn mạnh, mỗi người dân khi tham gia mạng xã hội cần thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chia sẻ, đăng tải thông tin, ý kiến về vấn đề, sự việc, hiện tượng xảy ra trong đời sống xã hội, không phát ngôn cảm tính, không đưa ra phán xét tùy tiện, không cung cấp thông tin chưa được kiểm chứng và nghe theo sự lôi kéo, kích động của các đối tượng và phần tử xấu. Sau đây chúng ta đến với diễn biến sau những ngày thầy minh tuệ ẩn tu thông qua chia sẻ của nhà báo huy cường cần nói rõ là tôi là một trong những người công khai bày tỏ nỗi âu lo khi dòng người mến mộ ngài thích minh tuệ tái hiện cảnh như ở quảng bình quảng trị tại gia lai sự âu lo này nằm ở ba ý một là tây nguyên là vùng đất khó khăn nếu vì quá đông đúc xảy ra những sự cố y tế thì rất phiền những hiểm nguy sẽ xảy ra khi nắng gió khí hậu cao nguyên khác xa với dưới đồng bằng bà con ta đi phần lớn do xúc cảm điều khiển, sẽ thiếu hẳn sự chuẩn bị tốt cho mọi tình huống. Hãy hình dung phụ nữ, người cả tuổi phải ngủ ngoài rừng, hứng một trận mưa bão thì sẽ ra sao? Hay là, vẫn nương theo ý trên, một vài người không may quỵ xuống, thì những trái tim to sẽ nhất loạt lên án, buộc tội ngài thích minh tuệ, mặc dù ngài đã công khai khuyên bảo mọi người đừng theo ngài. Ba là, ở tầm vĩ mô, cộng đoàn mến mộ ngài minh tuệ sẽ gặp khó khăn khi mọi hoạt động đang dựa trên tự phát trong khi đó các cơ quan hữu trách như hội chữ thập đỏ, y tế, đoàn thanh niên, vân vân chưa thấy có động thái gì. Nhận dạng sức mạnh Việt Nam Để nói về đoàn người rồng rắn theo sự kiện này thì truyền thông chính lớn và một bộ phận công chúng hầu như chỉ thấy họ u mê, bày đàn và hiếu kỳ. Những biểu hiện đó, xét khía cạnh khách quan, cũng không oan chút nào, nhưng nó chỉ là một tỷ lệ nhất định, còn lại là cái khác. Hôm nay là một bằng chứng sống động một hình ảnh rạng rỡ của sức mạnh Việt Nam. Ngài Minh Tuệ ẩn tu rồi, nhưng hàng chục ngàn người đã bỏ công ăn việc làm, hồn nhiên chi tiền bạc, vượt đường xa đổ về đất thánh trên Tây Nguyên để làm từ thiện. Lúc này, hầu như họ không thực hiện, cái khác ngưỡng được nhìn thấy Ngài Minh Tuệ nữa, mà họ đang thực hành làm theo lý luận của Ngài, là yêu thương, là bác ái. Hàng ngàn tấn gạo, mì, nhu yếu phẩm khác đang từ bốn phương đổ về Gia Lai. Tôi gặp một bà trên 60 tuổi, nhà ở khóc môn Sài Gòn vừa có tang, chôn cất mẹ xong, đã cùng con trai, con rể, chở một xe 10 tấn gạo lên Tây Nguyên, cứu trợ cho quê hương Ngài Minh Tuệ còn nhiều lao khổ. Tôi hỏi Ngài ẩn tu rồi bà vẫn lên Tây Nguyên à, bà cười Ngài ẩn tu nhưng cái thiếu thốn, gian khổ của bà con Ngài thì vẫn không ẩn. Tôi đi vì cái đó. Những người đang mở lòng từ tâm này, có lẽ không hẳn là thấu hiểu Phật Pháp một cách bài bản, mà chỉ đơn giản là họ noi theo tấm gương từ bi của Ngài Minh Tuệ gia lai đang vào mùa vui trái cây lương thực thực phẩm sẽ bán chạy hơn đồng tiền hạt gạo của hàng trăm ngàn người hành hương đến đây sẽ làm cho đất nước này thay đổi ngoài kia một vị quan quyền tính tặng mỗi nhà dân một lá cờ ở đây những người thuộc đoàn quân của ngài thích minh tuệ tặng mỗi nhà vài bao gạo vài ký đường hiệu ứng tư tưởng tình cảm ở đây chắc chắn sẽ sâu rộng hơn đó là sức mạnh việt nam kết thúc bài viết vội này là một cảm nhận văn hóa trong 3-4 ngày nay đã có gần chục ca khúc ra đời, bài nào cũng sâu lắng, bài nào cũng dễ nhớ, truyền cảm. Đó là tâm thế mới sau những giai đoạn khá nặng nề, khi lòng tin bị thương tổn vì nhiều chuyện. Quý vị khán giả thân mến, quý vị vừa nghe đoạn phóng sự vừa rồi thì quý vị khán giả có ý kiến gì hay không thì quý vị khán giả cũng để lại bình luận góp ý dưới phần video này của Hiếu đồng thời bấm một like, một đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh của Hiếu phát triển hơn nữa nhé Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, video cũng khá dài chị Hiếu xin tạm dừng ở đây Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị khán giả trên kênh cùng với gia đình ngày mới thật là nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc Còn bây giờ xin kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video sau ạ. À.